Xin kính chào cộng đoàn. Cộng đoàn đang theo dõi chương trình Giáo lý Kinh Thánh của Tổng giáo phận Hà Nội với chuyên mục Học hỏi tin mừng theo Thánh Matthew. Tuần trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu chủ đề cuộc phán xét chung trong Matthew chương 25 từ câu 31 đến câu 46. Hôm nay, chúng ta cùng học hỏi về bí tích thánh thể, bí tích tình yêu trong Matthew chương 26 câu 17 đến câu 29. Đoạn tin mừng này kể lại cho chúng ta việc Chúa Giêsu biến đổi lễ vượt qua của người Do Thái thành bữa tiệc ly, bữa ăn cuối cùng của Chúa trên trần gian với những cử chỉ đặc biệt để các môn đệ tưởng nhớ đến tình yêu vô biên của Ngài. Qua bữa tiệc ly, Chúa Giêsu còn mặc khải cho các môn đệ biết Ngài chính là chiên vượt qua của Thiên Chúa. Nhờ máu của Ngài đổ ra, từ nay mọi người sẽ thoát cảnh nô lệ và sự chết để được sống trường sinh trong nước trời. Sau đây xin mời cộng đoàn cùng nhau tìm hiểu bản văn tin mừng đầy ý nghĩa này. Một, chuẩn bị ăn lễ vượt qua. Chỉ trong ba câu vỏn vẹn, hạn từ lễ vượt qua lặp lại đến ba lần. Cộng thêm việc Đức Giêsu đã lên kế hoạch chuẩn bị cho bữa tiệc từ trước đó và sai tất cả nhóm 12 đi chuẩn bị, đã nói lên tầm quan trọng của ngày lễ này đối với Đức Giêsu. Việc chuẩn bị này quan trọng bởi lẽ qua bữa tiệc, Đức Giêsu cùng các môn đệ mừng kỷ niệm biến cố Thiên Chúa đã giải thoát dân Israel khỏi ách thống trị Ai Cập trong Cựu Ước. Mặt khác, chính Đức Giêsu sẽ thánh hóa ngày lễ này bằng chính cuộc vượt qua của Ngài để giải thoát toàn nhân loại khỏi ách thống trị của tội lỗi. Hai, bữa tiệc bắt đầu với việc tiên báo Judas sẽ phản bội. Đối với Đức Giêsu, đây là bữa tiệc vượt qua cuối cùng, bữa tiệc thấm đẫm tình yêu chia ly và sự chia ly đầu tiên là với Judas. Judas đã âm mưu nộp Đức Giêsu, một sự mưu toan trong bí mật. Ông có thể giấu các môn đệ khác nhưng không thể giấu Đức Giêsu. Ngài thấu suốt tâm can từng gang tấc. Vì là Thiên Chúa nên Đức Giêsu có thể vạch trần hay giáng phạt Judas bằng uy quyền của Ngài. Thế nhưng, vũ khí duy nhất Đức Giêsu dùng không phải là sự giáng phạt, mà là tiếng gọi của tình yêu. Ngài tôn trọng quyết định tự do của Judas, không ép buộc, nhưng kêu gọi hoán cải. Trước hết, Đức Giêsu đánh thức Judas đối diện với tội lỗi của chính ông bằng việc cảnh báo: "Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp thầy." Sau đó, Ngài làm cho ông phải đối diện với chính Ngài. Câu hỏi của Giuđa: "Rabbi, chẳng lẽ con sao?" và câu trả lời của Đức Giêsu: "Chính anh nói đó" đã nói lên sức mạnh của Thiên Chúa yêu thương. Vì yêu nên Đức Giêsu đã thẳng thừng để Giuđa nhận thức sai lầm và tội lỗi của ông. Thế nhưng, tiếng gọi cuối cùng của tình yêu ấy đã bị sự cố chấp gạt bỏ. Dù cho đã đối diện với tội mình và đối diện với Đức Giêsu, Judas không quay đầu mà chọn hướng đi vào bóng tối. 3. Đức Giêsu lập bí tích thánh thể, bí tích tình yêu. Khép lại việc cảnh báo cho Judas, Đức Giêsu tiếp tục bữa tiệc bằng việc thiết lập bí tích thánh thể. Đây chính là cao điểm của bữa tiệc, cũng là cao điểm của tình yêu mà Đức Giêsu biểu lộ cho các môn đệ và cho mỗi người chúng ta. Hai hạn từ bánh và rượu được làm nổi bật lên trong lời của Đức Giêsu với việc thánh hóa để bánh và rượu trở nên máu thịt mình. Đức Giêsu đã diễn tả cái chết của Ngài như là nghi tế của lễ vượt qua mà người là con chiên mới. Khi bẻ bánh, Đức Giêsu ám chỉ đến cái chết của chính mình.
Cái chết đó được Thánh sử Luca chỉ rõ là vì anh em. Như thế, qua tấm bánh bị bẻ ra, Đức Giê-xu đã biểu lộ tình yêu hiến trao đến cùng tận khi trao hiến chính thân mình đền thay tội lỗi nhân loại, để cứu nhân loại. Tấm bánh không chỉ hiện thực hóa cái chết của Đức Giê-xu, nhưng còn biểu lộ Ngài chính là lương thực thần thiêng để nuôi sống con người, vì ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Với rượu, có một chữ căn bản chỉ về ý định và công việc của Đức Giê-xu, đó là chữ giao ước. Đức Giê-xu nói rượu trở nên máu Ngài, và máu ấy là máu của giao ước. Trong cựu ước, qua ông Mô-sê, Thiên Chúa đã ký kết với dân người một giao ước trên núi Sinai bằng máu con vật rải trên dân chúng. Giờ đây, để kiện toàn giao ước cũ, Đức Giê-xu dùng chính máu của mình tuôn đổ trên nhân loại bằng cái chết trên thập giá để ký kết một giao ước vĩnh cửu, giao ước tình yêu giữa Thiên Chúa và con người. Giao ước này là giao ước mới gắn liền với sự tha tội, mở ra cho nhân loại một con đường để bước vào một tương quan yêu thương mới với Thiên Chúa. Ý nghĩa bánh và rượu ấy tiếp tục được hiện tại hóa trong việc cử hành thánh lễ trong giáo hội. Đây chính là điều Đức Giê-xu đã chối lại cho các môn đệ: anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy. Như thế, mỗi khi vị chủ tế dâng bánh và rượu thì hình ảnh Đức Giê-xu chịu hiến tế tiếp tục được diễn ra, đền thay tội lỗi cho tất cả những ai tham dự và hiệp thông vào bí tích nhiệm mầu này. Không chỉ vậy, cuộc vượt qua của Đức Giê-xu còn mang nghĩa cánh chung. Đối với các Kitô hữu, mầu nhiệm vượt qua hoàn tất lúc họ chết, sống lại và gặp Chúa. Như thế, lễ vượt qua ở trần gian chuẩn bị cho cuộc vượt qua sau cùng là được tham dự vào bữa tiệc trên thiên quốc. Đó là điều mà Đức Giê-xu đã ám chỉ khi nói về thứ rượu mới trong nước của Cha Ngài. Tóm lại, trong khung cảnh bữa tiệc ly, với việc thiết lập bí tích thánh thể, Đức Giê-xu đã chính thức bước vào hành trình thập giá. Về quá khứ, đoạn văn cho chúng ta biết rằng Đức Giê-xu đã thiết lập một giao ước mới qua việc hy sinh chính máu mình. Liên quan đến hiện tại, trình thuật của Thánh Mát-thêu về bữa ăn tối cuối cùng là lời hướng dẫn cho việc cử hành bữa tiệc ly đang diễn ra trong giáo hội, và ngụ ý rằng việc tham gia vào nghi thức này là tham gia vào các hiệu quả từ cái chết của Đức Giê-xu trên thập giá. Về tương lai, bữa tiệc thánh thể là sự tham dự trước vào bữa tiệc cánh chung trong nước trời. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta vừa tìm hiểu chủ đề bí tích thánh thể, bí tích tình yêu qua bản văn Mát-thêu 26 câu 17 đến câu 29. Để kết thúc bài học hôm nay, xin gợi ý với cộng đoàn vẻ đẹp vĩnh hằng của bí tích thánh thể qua những suy niệm của một vài vị thánh. Trước hết, Thánh Giáo hoàng Pio thứ 10 có nói rằng bí tích thánh thể là con đường ngắn nhất và an toàn nhất để đến thiên đàng. Thứ đến Thánh Gioan Maria Vianney nói rằng khi chúng ta đón nhận thánh thể, nhựa yêu thương phủ lấp hồn ta như loài ong được loài hoa bao bọc. Còn Thánh Maximilia Kolbe có nói, nếu các thiên thần có gì ganh tị với loài người, thì đó chính là được rước mình Thánh Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta luôn chuẩn bị xứng hợp để đón rước mình và máu Thánh Chúa hàng ngày như của nuôi linh hồn ta trên con đường lữ hành về thiên đàng. Thưa cộng đoàn, thánh thể suối nguồn tình yêu vô biên mà Thiên Chúa ban tặng cho nhân loại qua giáo hội, đó là chủ đề mà chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu. Trong tuần tới, chúng ta tiếp tục đến với chủ đề Xin đừng theo ý con mà xin theo ý Cha. Xin cộng đoàn vui lòng đọc trước bản văn tin mừng Mát-thêu chương 26
câu 36 đến câu 46. Chương trình đến đây xin tạm dừng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.